Em nói lại từ cái phần ấy nha, nói lại từ cái phần lọc lô rừng này. Thì đây cái chức năng lọc ấy, thì cái này thì các anh chị mà làm diễn biến từ các năm trước thì không lạ rồi đúng không? Nó có cái lọc và tìm kiếm này. Bây giờ mình trồng mới đúng không? Nâng cao này. Và đó loại rừng này, lớn hơn hoặc bằng này. Lớn hơn hoặc bằng đúng không? Mã là từ mã 83 trở đi phải không? Thêm điều kiện này, tìm kiếm. Thì đây ví dụ như là cái lô này. Đây mình kích cái thì nó phóng lên lô này đây. Cái lô khác này thì nó phóng lên lô khác này. Đây lô này nha. Thì đây ví dụ luôn cái trường hợp của cái lô này đi. Thì cái lô này ấy, nó lại có một cái đặc điểm này này, các anh chị nhìn đây này. Nó có cái là ở đây thì đang là không tranh chấp nhá. Mà đây lại có người tranh chấp. Đấy, thì cái này là lỗi phần mềm đấy. Đấy, thế thì ở đây ấy, mình sẽ phải sửa cái lỗi này trước, mình phải sửa cái lỗi tranh chấp này trước, nếu không là nó sẽ không cho cập nhật đâu. Đây anh em, ví dụ mình trồng rừng này, trồng rừng này, đây mình tiếp tục nhá. Thì đây để anh chị thấy là nó sẽ không cho mình, nó sẽ không cho mình cập nhật nếu mà nó bị cái lỗi vừa rồi. Đây ở đây thì nó có mấy cái này, thiếu cái mã thửa đất là nó cảnh báo thôi nhưng mà nó vẫn cho mình cập nhật bình thường. Đấy, nhưng ở đây nó báo này về thời hạn sử dụng này, rồi nó báo về cái tranh chấp này. Đấy, thì ví dụ như ở đây là mình thấy là đây rõ ràng đây không tranh chấp nhưng mà đây lại có người tranh chấp. Thế thì bây giờ các anh phải xử lý cái phần này trước. Thì xử lý cách nào đây? Mình chuyển cái này về thay đổi khác, không làm tăng, không làm giảm diện tích rừng này. Đấy. Cái thứ hai là thay đổi về chủ rừng này. Ok. Sau đó sau khi mà về đến đây rồi ấy, cái phần tranh chấp này nó đang không tranh chấp ấy, mình chuyển. Đấy, mình chuyển nó cho để cho nó chuyển cái trạng thái này đi, rồi mình quay về không tranh chấp là nó xóa cái ông trong này đi. Đúng không? Nó xóa cái người tranh chấp này đi là ok. Đúng không ạ? Thứ hai nữa ở đây là mình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chắc chắn mình phải nhập cho nó một cái giá trị. Thì ví dụ như cái ban như cái chỗ ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc này thì là cái giấy chứng nhận thì là thường nó cấp bao nhiêu năm thì mình nên nhập cho nó một cái giá trị vào đây. Đúng không? Ví dụ như là thường là cấp 50 năm hoặc 30 năm đúng không? Thì mình phải nhập cho nó một cái giá trị vào trong này. Thực ra cái này nó có một cái là vì là nó không làm ảnh hưởng gì đến cái diễn biến rừng cả đúng không? Bản chất nó chỉ là một con số thôi mà. Thì mình cứ cập nhật cho nó một con số vào đây. Đấy, và mình cập nhật lại được cái chỗ này. Đây chỗ này em nhắc lại nha. Đây này, đầu tiên mình trả về cái không này này để cho nó tự động nó xóa cái người tranh chấp đi. Cho nó mình nhả về, mình trả về cái không tranh chấp là ok. Nhập cho nó một cái thời hạn sử dụng. Cập nhật. Đấy, nó vẫn cảnh báo cái thiếu mã này nhưng mà không sao hết. Không tranh chấp. Xóa cái này đi. Đấy là được, nó sẽ nhả cái chỗ người tranh chấp đi, là bây giờ cái chỗ này nó hết rồi này. Bây giờ mình về là cái ô tranh chấp này, cái chỗ người tranh chấp này nó đã bị xóa đi rồi thì là xong. Mình kích lại chỉnh sửa dữ liệu này, bây giờ mình mới cập nhật cái trồng rừng này thì nó mới trồng được này. Cái này thực ra các anh thấy nhá, cái thời người ta dùng cái từ là thời điểm nghiệm thu em thấy nó không phù hợp lắm. Đúng không? Gọi là thời điểm làm cái diễn biến này thôi đúng không? Chứ còn nếu mà ghi là thời điểm nghiệm thu thì từ ngữ này nghe nó không chuẩn lắm. Thì ví dụ À đây. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp là đất của dân thì sao? Người ta tự trồng vốn người ta thì liên quan gì mà nghiệm thu đúng không? À, có anh nào mà có cái trường hợp về cái cập nhật thửa đất mà mình biết cái giá trị của thửa đất với cả giá trị tờ bản đồ rồi mà cập nhật hàng loạt không? Thì để ngày mai em hướng dẫn cho anh cái cách cập nhật hàng loạt về cái kiểu này. Đây, tiếp tục nha, nguồn gốc rừng này là rừng trồng hay là từ đất chưa có rừng này, nguồn gốc rừng này cho nó một cái giá trị này đúng không, ví dụ như là trồng trên đất chưa có rừng này. Thứ hai nữa là
Đây, chỗ này là mình trồng cây gì thì mình gõ vào đây phải không? Vẫn như cũ thôi phải không ạ? Ok. Đấy, năm thì nó sẽ tự động mặc định này anh thấy không? Nó sẽ không cho mình cái sửa cái năm này nữa đâu. Đây, còn cái chỗ này này nó liên quan đến chỗ này này, mình tích thời điểm nào thì nó sẽ thời điểm đó. Nhưng mà nó sẽ không cho mình lùi lại, ví dụ ngày xưa là mình có thể tua lại năm 2018 được, ok đúng không? Bây giờ cái chỗ này ấy, nó chỉ cho mình ngược trở lại cùng lắm là đến năm 2021 thôi, chứ nó không cho lùi lại hơn nữa đâu. Đấy. Mình kích vào cái chữ xác thực dữ liệu này xem nó còn một cái lỗi gì không. Đấy, nó báo không lỗi gì cả nữa thì là ok. Đấy, là chỗ này mình trồng thêm được 1,07 đúng không? Anh nào mà cẩn thận ấy thì vẫn như ngày xưa ấy, là đây mình cứ để cái diễn biến này này. Đúng không? Ví dụ như chỗ này vừa rồi là nó vừa tăng lên 1,53 đúng không? Bây giờ mình kích lại này để mình xem nó có cộng thêm khoảng 1 hectare nữa không? Đấy đúng không? Nó cộng thêm 1 hectare lên 2,6 này. Thế là như vậy là cái dữ liệu diễn biến nó đã ghi được được vào cơ sở dữ liệu và báo cáo nó ok rồi. Đấy. Giờ đấy là nói về cái trồng rừng nhá. Thì đấy quay lại cái chỗ cái trồng rừng này ấy, thì là chỉ có một cái lưu ý thôi là trồng rừng là phải trồng trên cái diện tích mà đất trống mới trồng được. Cái thứ hai nữa là cập nhật diễn biến ấy, là chọn lô này, chỉnh sửa này, là chỉnh sửa với tích đây nhá, chứ không tích vào đây nó không sáng công cụ đây đâu. Đấy, thì sau đó là đấy vào cái lô đấy thì mình mới tăng hay giảm thì nó mới tăng giảm được.